vụ tai nạn nhắc tới xảy ra vào khoảng 13 giờ 3 trưa ngày hôm nay ngày 10 tháng 11 trên quản lý năm đoạn qua địa phận Hải Dương và toàn bộ quá trình đã được camera hành trình của chiếc xe container này ghi lại được. Theo đó, vào thời điểm này, một nam thanh niên chạy xe máy có dấu hiệu không tỉnh táo đã lao thẳng vào giải phân cách, ngã ngay trước đầu xe container. Tài xế container đã phản ứng cực nhanh, đánh lái và phanh cháy lốt để né tránh may mắn là một vụ tai nạn nghiêm trọng đã không diễn ra theo dõi đoạn clip nhiều người không khỏi toát mồ hôi hột bởi nếu tài xế không phản ứng kịp thì hậu quả để lại chắc chắn là rất nặng nề tài xế xe container phanh cháy lố cứu nam thanh niên tự đâm vào giải phân cách ngã ra đường